cái chai bự bên đó đó mới được đó. Đúng rồi. Âm anh chào bự, chai bự nó cưng. Không tới đâu bạn ơi, bỏ đi. Không có được đâu. Trời, cái này ngộ quá, cái này da cám. Rồi, về. Về lại đường cũ. Trời ơi. Đây, mình đang qua bên giường. Mình đang chậm đột nhập ăn chậm bưởi. Ăn chậm bưởi. Nhà này đi cách ly rồi nên mình dọn ra nhà sau ăn chậm bưởi. Đường này hơi căng nhỉ. Không có cần cầu gì đây. Móc cái gì ở chừng nhá. Cái này nè. Cái này còn cái này là cây cầu tiêu hồi xưa. Bây giờ cũng có người đi thôi. Nhưng mà giờ người ta đa số nhà nào cũng cầu tiêu mái, ít có cầu tiêu này nữa. Cầu tiêu này đặc biệt là ở miền Tây. Cầu tiêu cá. Ở dưới là nước nuôi cá dưới. Tôi nghĩ là cá bưởi nó cưng nha. Leo lên rồi nhưng có vẻ như là không tới. Còn xa lắm. Còn xa lắm, xa dịu dợi lắm. Cái này lâu nữa gãy à. Không có chơi đâu. Gãy đó. Xa lắm, không tới đâu. Cây này yếu quá à. Mới lấy nữa. Có cái gạo hay gì không? Không tới đâu bạn ơi, bỏ đi. Gì? Giật thì nó rớt sao? Giật vô hả? Sao? Bà cho đó là bự lắm. Nó cứ quẹo xuống dưới kinh luôn mà, nói chưa? Không có được đâu. Cái mô Phật nhánh này. Con để cái giò bên nhánh này một cái này một cái. Yếu thiệt. Yếu rồi gãy nhánh của ổng vậy. Hai cái này là được rồi nè. Cái này cũng được, cái ba cái này được rồi. Cái đó dưới đó được không vậy? Sao cây này nó mọc kỳ trời. Mọc ra giữa địa luôn. Ở trong đây nó không chịu mọc. Ở đây vậy vịn nó được. Vịn cái cây này. Vịn chứ cái tay không chứ định lên thì chừng được đó. Đây vịn cây không? Thấy không? Chưa từ từ nha. Vịn cây lại, chịu lại. Ê, khoan, đi xuống đi, kiến. Kiến hả? Kiến trời. Trời ơi. Ủa kiến. Ồ, kiến lửa không? Ồ, kiến lửa quá trời. Ồ, trời ơi. Dịnh ra. Đó, đường trái này nè. Tù. Đường trái nữa. Trời ơi. Mô Phật. Rồi, được mấy trái nè. Đây. Ồ, kiến lửa không à. Từ từ đi. Thôi, về gửi giò đi, kiến lửa quá trời. Khiên về, khiên về. Đây, còn kiến... Ủa, sao kiến lửa trên đây ta? Quýnh đi ghê. Rồi, về. Về lại đường cũ. Còn trái nữa hả? Nè,
Bẹ quay lại mót đựng trái nhỏ xíu nè. Trái này chắc non quá. Đây là trái đó đó. Non rồi, trái này non. Ừ, trái này là thấy nó non rồi nè. Mua phở. Đó, cái trái bự bên đó đó mới được đó. Đúng rồi. Được rồi. Ờ, chứ còn cái đó. Rồi, buông ra đi. Đi giữa buông từ từ, đi buông mạnh không? Quá trời. Trời, trái này ngộ quá, trái này da cám. Đây. Rồi rồi. Đây, giọng về. Đây, hai trái nè. Sáng. Cái kiến cắn phải rửa giò lại cho nó sạch với lại không có bị sưng. Mình bỏ rỡ đi. Nó sưng. Đây, ra được đây nè. Hai trái kẹp tay. Mày năm trái dưới. Bảy trái. Đó, đi vườn một chút xíu là ăn cắp được năm trái nữa. Một số trái này nó xanh quá không biết sao đây. Trái này nó chua đâu. Chưa nó trái này. Rồi để đi. Đây, để bữa nào mình sẽ gọt cho thử cho các bạn xem. Đây hai trái này bỏ luôn đi. Nè, chưa trái này là ok nè. Quá trời. Gia đình ta đi cách ly, gia đình này qua lấy ăn ăn cắp bưởi, ăn dùm.